Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang có bờ biển dài hơn 53 km, có 54 hòn đảo lớn nhỏ với diện tích mặt nước, ven biển rộng lớn, sở hữu một phần hệ sinh thái biển phong phú cùng nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển đảo. Vùng biển quần đảo Bà Lụa của huyện bao gồm hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 3 hòn đầm thuộc xã Sơn Hải là danh thắng còn in đậm nét đẹp quan sơ và được ví như Hạ Long của vùng đất phương Nam. Từ cảng Hòn Chông thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, có thể nhìn thấy rất nhiều cụm núi xanh xanh trồi lên khỏi mặt biển. Trong tầm mắt, những cụm núi này nằm cách đất liền từ 6 đến hơn 10 km và con số cụ thể tra được hơn 40 núi lớn nhỏ rải rác trên bề mặt diện tích biển rộng lớn. Theo người dân địa phương, núi nằm trên biển còn gọi là hòn hoặc đảo. Các đảo nơi đây được cấu tạo từ đá trầm tích, có tên gọi chung là quần đảo. Từ bến tàu du lịch Kiên Lương thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương hoặc bến tàu Ba Hòn tại thị trấn Kiên Lương, du khách đi tàu khoảng 45 phút sẽ đến Ba Hòn Đầm. Quần đảo Bà Lụa nằm trải rộng trên diện tích khoảng 70 km vuông, trong đó Ba Hòn Đầm là đầm Dương, đầm Đước và đầm Giếng, nằm tương đối gần nhau, tạo thành hình tam giác khá lạ mắt. Với diện tích khoảng 6 hectare, hòn đầm Dương được bao quanh bởi những dải cát trắng mịn. Từ năm 2006, một phần đảo đã được đầu tư trồng nhiều loại cây ăn trái như hồng xiêm, nhãn, xoài, mít, dừa nhằm hình thành một đảo dường. Cách hòn đầm Dương về phía tây nam khoảng 300 mét, hòn đầm Đước có diện tích 12 hectare, là nơi sinh trưởng và phát triển của bạt ngàn cây đước, vì vậy mà đảo có tên là đầm Đước. Khác với hòn đầm Dương nhiều cát trắng, hòn đầm Đước có nhiều sỏi sạn màu đỏ nằm la liệt trên đảo. Dù chưa được đầu tư dịch vụ du lịch như đầm Dương và đầm Đước, nhưng hòn đầm Giếng cách đầm Dương khoảng 100 mét về phía tây bắc vẫn hấp dẫn du khách bởi chứa đựng vẻ đẹp thiên nhiên quang sơ với những bãi cát, bãi đá sỏi trải dài. Sở dĩ tên là đầm Giếng vì trên đảo có một cái giếng nước ngọt quanh năm đầy nước. Mèn theo bờ đảo có những chòi tre mắt võng để du khách nằm nghỉ ngơi, hóng mát. Tại đây, du khách còn được thưởng thức các món ẩm thực hấp dẫn như cá bớp nấu chua, cá bớp kho cùng thịt ba rọi, cá mú nấu cháo, cua đá luộc, ghẹ nướng. Những lúc thủy triều xuống là thời điểm lý tưởng để du khách lội nước, ngắm cảnh biển và tự tay câu hay bắt những loại hải sản như cua, cá, sò, ốc. Kiên Giang thì có cái thế mạnh về du lịch biển đảo. Chúng tôi có các cái quần đảo như là Nam Du ở Kiên Hải, quần đảo An Thới ở Phú Quốc cũng như là quần đảo Bà Lụa ở Kiên Lương, thì tạo thành một cái hệ thống du lịch biển đảo rất là đẹp, là cái sản phẩm du lịch đặc trưng đặc sắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà cả nước thì chắc là rất là sản phẩm hiếm, đặc thù. Cho nên là khách du lịch thì khi đến tham quan các cái vùng biển đảo này thì họ rất là yêu thích. Hiện tại là khách ở đây đa phần khách chỉ thích là tắm biển, và bên cạnh tắm biển là vừa tắm vừa bắt ốc và bắt nhum. Thứ hai là thích câu, nếu mà thích câu cá thì câu tại đầu cầu Nguyễn Hoàng cũng có. Còn nếu mà không câu cầu thì có thể bút tàu mình ra ngoài mình ghé biển mình câu. Ở đây thì những hải sản ở đây thì đều còn sống hết, giống như là cá ở đây là thả bè, cua, ghẹ này kia, ốc, đồ thả, tất cả động biển hết. Cầu ăn rất là ngon, sạch tại hàng xóm. Có thể thấy, cụm đảo này nằm quay quần với nhau tạo thành một vùng đầm ở giữa. Nước nông, sóng êm và ít gió, rất thuận tiện cho các hoạt động khám phá du lịch ngắn ngày. Theo kinh nghiệm của nhiều du khách đã từng đến Ba Hòn Đầm, mặc dù khí hậu ở đây ôn hòa, dễ chịu quanh năm, nhưng thời điểm du lịch lý tưởng nhất vẫn là từ tháng 9 đến tháng 3 âm lịch của năm sau. Trong khoảng thời gian này, tiết trời tại Ba Hòn Đầm rất đẹp, khô ráo, ít mưa, cực kỳ thuận lợi cho các chuyến tàu di chuyển ra đây. Trong những cái dịp kỳ nghỉ thì anh em vẫn thường về đây để tổ chức những cái buổi party để vui vẻ và có rất là nhiều kỷ niệm. Dạ, về thực phẩm ở trên đảo thì các anh các chị ở trên này thì thực phẩm rất là tươi ngon,
và cũng rất là hợp khẩu vị với lại những anh em mà đi ra ngoài này chơi, vui chơi. Mảnh đất Kiên Giang nổi tiếng với nhiều biển đảo xinh đẹp hoang sơ như Phú Quốc, Hòn Sơn, quần đảo Hải Tặc. Trong đó không thể không nhắc đến ba hòn đầm trong vùng biển của quần đảo Bà Lụa. Ba hòn đầm cùng mang nét đặc thù là nằm trong vùng biển nông bình thường, nước chỉ ngập đến thắt lưng người lớn. Vì vậy du khách không cần dùng thuyền mà chỉ lội nước là có thể đi từ hòn này sang hòn kia. Việc lội nước khoảng vài trăm mét trên mặt biển xanh ngắt, rì rào sóng dỗ, thiên nhiên trong lành, trong đó có sự chung tay của cư dân trên đảo làm sạch môi trường sẽ là trải nghiệm khó quên. Cái lượng khách tham quan ở đảo mình thì nó cũng còn hơi hạn chế, tại vì mình phải đưa đồ nổi tiếng giống như mấy chỗ giống như Nam Du, Hòn Sơn gì đó. Thành ra là số lượng khách đi cũng rải rác, chủ là tết với lễ lộc là nhiều thôi. Cái giải pháp của hướng phát triển tới thì hướng về cũng giữ biển sạch sạch đẹp. Thì mỗi lần mà có rác thải này kia thì cũng gom xử lý theo quy định. Cũng có nhân viên gọn ra rác với dọn hàng ngày. Do quần đảo Bà Lụa có rất nhiều đảo nhỏ, dịch vụ du lịch không phải đảo nào cũng có. Nếu muốn tham quan hết cũng hết sức khó khăn. Vì vậy, du khách nên chọn một vài quần đảo đẹp để đi. Ba hòn đầm, hòn Đước, hòn Đầm Dương, hòn Giếng là những hòn đảo đẹp được nhiều du khách lựa chọn nhất bởi nằm kề nhau tạo nên một cái đầm giữa biển cả mênh mông, trở thành bãi tắm tuyệt đẹp. Đặt chân đến nơi đây, du khách được đắm chìm trong khung cảnh biển trời đẹp hoang sơ, trong veo và bình yên. Hòn Đầm Dương là nơi có bãi cát đẹp nhất và còn đậm nét hoang sơ, được điểm tô bằng những hàng dừa vi vu theo gió thơ mộng. Nước biển trong xanh màu ngọc bích, ra xa hàng chục mét vẫn nhìn rõ đáy. Thú vị nhất là du khách trải nghiệm cảm giác hồi hộp lội bộ giữa biển nhờ mực nước nông, nên có thể từ đây băng qua hòn Đầm Đước. Khu du lịch ba hòn đầm thì phong cảnh hoang sơ, còn từ hoang sơ tự nhiên, cái du lịch ở đây cũng là tự nhiên, phong cảnh rất đẹp, rất thanh thơ, cho nên phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng. Lần sau tôi sẽ rủ một số bạn bè, người thân, gia đình đến đây tham quan những du lịch nghỉ dưỡng. Vì thiên nhiên thì rất là ôn hòa, rất mát mẻ, rất là tuyệt vời. Một điều thú vị là đặt chân lên những hòn đảo chưa người lui tới, du khách sẽ có cảm giác lạ lùng giống như Robinson lạc giữa hoang đảo. Ngoài ra còn có thể thử tài săn bắt và chế biến hải sản tươi ngon, hoặc có thể nhờ các chủ hộ ở đây chế biến giúp. Sẽ thật sự thỏa thích khi du khách trải nghiệm cảm giác nằm nghe tiếng sóng dỗ ngay bên tai, hay bị đánh thức bởi những tia nắng mặt trời sớm mai len qua các lều trại. Buổi trưa, các nhóm có thể quay quần bên nhau cùng thú vui câu cá, tham gia các trò chơi đồng đội và thưởng thức những món hải sản tươi ngon. Em cảm thấy cái vùng du lịch này nó hoang sơ. Em cũng đã đi nhiều nơi nhưng mà địa điểm này rất là hứng thú với em. Nó giống như một cái hòn ngọc ở giữa khu vực này vậy đó. Người dân thì thân thiện, phong cảnh thì đẹp, mà đồ ăn thì giá rẻ, có nhiều thứ hấp dẫn với mọi người. Về hoạt động nuôi trồng và phối hợp khai thác du lịch, từ năm 2021 đến nay, huyện Kiên Lương đã phối hợp triển khai đề án mô hình đồng quản lý bãi nghêu lụa Sơn Hải, xây dựng các dự án nuôi biển bền vững hiện đại ven biển quanh đảo, gắn với phối hợp đẩy mạnh công tác tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản và vùng biển đảo, triển khai ứng dụng công nghệ nuôi biển bền vững hiện đại, chuyển mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi từ lồng bè truyền thống sang lồng HTPE. Toàn huyện hiện số lồng bè duy trì phát triển được 2.430 lồng, đạt hơn 167% kế hoạch, và sản lượng đạt trên 1.400 tấn, đạt hơn 108% kế hoạch. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để các xã đảo thu hút đầu tư sản xuất thủy sản theo hướng chất lượng cao gắn với phát triển du lịch. Nuôi 5 năm mà nuôi trước đây là nuôi thương phẩm. Thì nói chung là thì trước khi có dịch bệnh thì nuôi thì cũng đạt yêu cầu và xoay sở cuộc sống gia đình được, trang trải cuộc sống. Nhưng sau khi có dịch thì cũng gặp không ít khó khăn. Và bây giờ thì em mới chuyển qua cái mô hình là vừa nuôi thương phẩm và nuôi mở bán du lịch là dưới làng bè.
Theo nhiều người dân trên đảo, quần đảo Bà Lụa nói chung và Ba Hòn Đầm nói riêng cũng giống như các đảo khác, nhưng điều được nhất là thiên nhiên ưu đãi về tiềm năng kinh tế biển với ngư trường rộng lớn, có lợi thế du lịch với cảnh trí tươi đẹp. Tuy nhiên, cái khó mà xưa nay đất đảo phải chịu là sự cách trở về không gian, hạ tầng yếu kém, đường không thông, nước sạch nhỏ giọt. Mặc dù người dân đất đảo nơi Ba Hòn Đầm mức thu nhập có cao hơn so với những địa phương nông nghiệp ở đất liền, nhưng cuộc sống sinh hoạt, mức hưởng thụ về tinh thần thì có phần yếu hơn, chỉ quanh quẩn trên đảo, rất hạn chế các hoạt động vui chơi giải trí như ở các địa phương vùng đất liền. Chưa kể đến những tháng mưa, trời giông bão, chuyện mưu sinh, sinh hoạt rất khó khăn, hiểm nguy luôn luôn rình rập. Một số nhà đầu tư thì cũng chưa thực hiện theo cái quy định, theo tiến độ mà cam kết trong cái giấy phép đầu tư đó, thì nó vẫn chưa có đáp ứng được yêu cầu. Hy vọng rằng thì tới đây thì huyện cũng cố gắng là thực hiện xem xét rồi thực hiện các cái việc mà cam kết theo cái tiến độ đầu tư để là mình đưa vào tất cả các cái đảo mà mình được cấp cho nhà đầu tư đó, họ đầu tư cho đúng mức để mình phát triển mạnh cái kinh tế biển. Hiện tại, huyện Kiên Lương đã và đang tập trung rà soát đánh giá các dự án danh mục đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Qua đó, tiếp tục kêu gọi đầu tư hoặc đề nghị thu hồi các dự án không triển khai đầu tư, tích cực giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai xây dựng và đưa các dự án phục vụ du lịch và dịch vụ biển vào hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, chuỗi sản phẩm du lịch như du lịch sinh thái biển đảo, du lịch gắn liền với ẩm thực, tâm linh, các hoạt động văn hóa thể thao gắn liền với du lịch, nghỉ dưỡng. Khuyến khích phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, ẩm thực làng bè phù hợp với cảnh quan ở từng khu vực. Mở các lớp đào tạo nghề phục vụ cho du lịch, nhất là đào tạo đội ngũ quản lý, hướng dẫn viên, khôi phục các ngành nghề truyền thống, sản xuất các mặt hàng mang đậm nét văn hóa địa phương, phục vụ cho du khách. Có được cái thiên nhiên ưu đãi cho một cái quần đảo đẹp như thế thì cố gắng là phải có cái khai thác, song song đó về mặt mà văn hóa trong cái kinh doanh thì cũng phải thúc đẩy người dân, tại vì bây giờ là có vừa nhanh vừa manh nha thôi, rồi dân tự phát thôi, mà mình chúng ta không quản lý được cái văn hóa ứng xử trong cái du lịch thì rất là khó. Thì cái nữa thì muốn làm như vậy thì cũng phải là đào tạo đội ngũ quản lý cái du lịch trong cái thời gian tới. Ngày nay đến Ba Hòn Đầm nghỉ ngơi, thư giãn, vui chơi cũng là kỷ niệm đáng nhớ của bất cứ ai. Hoàng hôn và bình minh trên biển Ba Hòn Đầm có lẽ là thời khắc đẹp nhất của thiên nhiên tạo hóa. Mỗi du khách đều không khỏi ngạc nhiên thích thú khi được ngắm nhìn mặt trời mọc và lặn xuống biển với rắn hồng tuyệt đẹp. Xa xa, một vài chiếc thuyền ghe đang lênh đênh trên biển. Không khí trở nên tĩnh lặng hơn khi chỉ có tiếng sóng biển xô các bãi biển gần đá. Ba Hòn Đầm thật sự hấp dẫn bởi khoác trên mình chiếc áo đa sắc màu để khách du lịch được thả hồn phiêu lãng và có những bức hình sống ảo đẹp mắt khó quên khi đến với nơi này.